Hương xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với Hương Cù Lao nha. Ừ, chào cả nhà mình đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay đi tắm sông cả nhà. Bữa nay cũng buổi trưa nay nhóm đi thăm lú cả nhà. Thì hôm nay quay phim nó bận công chuyện nữa rồi. Hương sẽ thay nó đi quay. Ở đây nhóm có đặt mấy cái lú cả nhà cũng mấy ngày. Ừ, mát quá chị ơi. Mình đi thăm coi có gì không, nước giờ nó cũng lớn rồi, nó gồng ra rồi giờ nó lớn lại cả nhà. Này mình đặt lú với kinh nữa. Anh lại mày tháo nè. Lúc này nó gồng, nó không có cạn kinh nữa anh. Nó gồng hơn nữa, đã lớn rồi. Lớn rồi. Bữa nay nhóm không có đi bằng xuồng, đi bộ cho nên là Hương không có lội xuống để quay cận cho cả nhà mình coi được. Cái chuồng này để mà đặt xa, bọn này đặt trên cũng bữa nay mình đặt gần, mình đặt ở gần nhà trời á cả nhà, cho nên mấy anh em đi bộ. Với bữa nay anh Mập với Dưỡng Út cũng đòi tắm sông. Em ghe vậy? Trời ơi. Gác ghế gì không à? Cá lâu kiến hay con kiến bé. Trời, cá lâu kiến nó bự kìa. Có con gì đó trắng trắng đó hả? Ừ. Tiếc. Khát anh Mập. Khát thì quả ơi. Bữa nay tiêu rồi. Tiêu. Vô gác thôi mà. Đặt kỹ đó. Hai quá. Bữa nay là hai con nước rồi đó kìa. Ừ. Thì mần cái gì cũng vậy, nó cũng có khi trúng khi thất. Thì em có nói với cả nhà rồi, nếu mà thất thu thì bữa nay mình về ăn tương kho dừa. Chết rồi. Đỡ rồi đấy. Không có gì chứ hả? Thua à? Thua luôn. Không có gì cũng đổ đại ra đây rồi mình vũ gác nó ra đặt lại. Rồi đó, đổ đi. Đặt bữa nay là hai con nước rồi chèo. Hai con rồi. Được mấy cá đâu kiếm. Sáng thì mấy anh em cũng đi vườn cả nhà. Đi vườn về rồi để sẵn mình dơ nè, mình ra đây mình thăm mấy cái lú này, mình nhà làm bữa cơm. Mưa cá mấy ngày nay ở đây cũng không có mưa, cũng có chuyển lắm mà không có mưa nắng. Bình thường á trời mưa xuống cả nhà tép cá nó chạy nhiều lắm. Có gì không anh? Có mấy con à? Cá nãy vô nãy chết anh nói. Cá nó chết kìa anh. Cá lâu kiến. Cá này nó ngọt rồi. Ngọt chứ. Ốc bu chứ. Được hai cá lóc. Cá lâu kiến, ốc bu. Kiến được mấy con tép rồi. Con cá lâu kiến mình làm gì đó anh? Về thả đi chứ gì chứ. Về thả mình đó chứ. Ông xã cũng thả chi, nghe nói nó phá mương lắm đó. Cái này cá bóng chân gì đó nè. Cái này ăn không mình thả được không? Cái này thôi tiêu ngon. Đi em ơi, làm hướng dẫn cái anh kia đi. Ở đây là cái lú thứ hai cả nhà, hy vọng là cái này cho bội thu chút chút. Ừ, để cái thùng trên bờ đi. Để dưới lỡ con cá nó nhảy ra một cái nữa là thôi. Bữa nay mình thăm hai cái cả nhà. Chưa nắng ghê luôn ha. Giờ này mấy giờ ta? Mấy giờ được? Cái này cỡ 11 12 giờ đó. Mấy ngày nay là nắng đó. Bữa mình đi thăm bà cồ về đó, trời ơi, nắng. Ừ. Ơi là nắng. Nắng gì vậy? Ồ, có lý rồi. Có lý, có lý. Nhảy. Dũng xuống anh. Trời, con cá lóc bự quá kìa. Cái này em. Anh Mập mà nãy giờ biết xị. Cái này em. Anh Mập nãy giờ biết xị luôn à, không có mùa sinh. Con cá lâu kiến, con cá hết biết luôn rồi đẹp. Thôi giờ làm chả thôi mà bác. Cũng lẽ bữa nay mình hầm chả cá lư kiến thì uống rượu đế quá. Anh bước lên cái nữa đi. Cái bờ này nó bị sạt lở nè. Cẩn thận anh Mập ơi. Có cá lóc. Chuột ra. Lư kiến tự nhẹ vậy. Dì dĩnh điểm đó nha. Rồi cá lóc cũng chậm nè. Hương ở đây, Hương không có quay thấy rõ được cả nhà. Quay bằng không có cái cây quay nữa, nó hơi màn hình nó hơi nhúc nhích. Trời ơi, con cá nó cứ nó tép hết rồi. Chú ơi, vỗ tép hết anh tép bạc.
quá được nhiêu? Được bữa cơm không? Này dư rồi, nồi mấy cái ô kiến này không à, hầm một nồi hầm xả rồi. Ừ, có con cá kèo không nữa, thấy không? Ừ, cá kèo. Ồ, lâu lắm rồi mới thấy lợn cá kèo á. Ừ, cá kèo này mà kho củ cải ăn ngon lắm, được nhiều nhiều quá. Thôi, cái lô kiến nó bự mà. Có ốc nữa kìa. Ốc bự. Mình có ăn không? Không ăn cho hai chín miền Tây đi. Mấy con cá lô kiến á. Mấy con ta? Ba con phải không? Ba con. Được ba cá lóc ha. Được ba cá lóc nhưng ít tép. Bây giờ kho khô cũng được à. Ở nhà mình ngày bên kia còn cái lúc nhỉ. Ờ còn rộng con. Cái lú này được tép rồi chưa? Ờ lú tép. Cái lú đắng à, không có được mấy con này. Bỏ bỏ mấy cái kia đi. Nhà bỏ vô bọc đi, đừng có bỏ chung nó ghét quá. Không ăn cái nồi. Không là ai cho vô cái bọc đó luôn vậy. Cá lâu kiến này chị nghe nói thịt nó dẻo đó, thịt nó dai lắm đó. Ừ, ngon. Thịt ăn. Nó dẻo. Ăn là lúc mà mới làm kênh, mới làm lúc mà ngoài trời á. Cái này mà thích. Thay phải 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 đi tết bự bự vậy ha. Kể cả nhà nghe nha. À thôi về nhà kể đi. Ngồi ăn cơm thì kể. Làm mất hứng. Kể câu chuyện cá lâu kiến cho cả nhà nghe nha. Bữa nay tốt liễu rồi. Ở quê của cô Hương mấy gì á cả nhà. Chịu khó lội mương có rau muống à, mà nhưng mà không chịu khó thì thôi ở trên bờ cũng có nha. Mà dưới mương thì rau muống nó non hơn ở trên bờ. Ừ, ở dưới mương nó có nước, có đậu nước á. Quê em hai mùa mưa nắng. Bên này bé trên bờ là ổng thầy bé dưới mương, ổng nói chịu khó nhưng không chịu khó. Cái chịu khó chứ mưa người cũng có cần muốn mà cái không chịu khó thì ở trên bờ cũng có. À, trên nhưng bờ mà dưới mưa ai chịu khó thì dưới mưa thì cần muốn nó mềm hơn. Anh Mập á, thật thà lời lẽ nói nhiều khi hay bị đụng chạm lắm nha. Hôm bữa anh Mập gọt trái khóm, anh Mập nói là thấy vậy chứ có nhầm người không biết. Rồi có một chị khán giả đó cũng là fan cứng của nhóm luôn, nói là anh Mập nói nhột cũng chết vậy đó. Tôi cũng không biết gọt. Tao thấy anh Mập nói vậy là cũng bắt năm chảnh cũng nhột luôn đó. Bắt năm chai á, nói là cũng không biết gọt chứ khớm mà. Mẹ chồng chị cũng đâu có biết gọt đâu. Gọt hay quá trời. Anh Mập nói bị đụng chạm nhiều lắm đó. Thì anh Mập cũng thật thà cả nhà, lời lẽ nhiều khi nói cũng hơi cái sơ sót. Thì Mập xin lỗi cả nhà đây. Yeah, nói sao có gì. Xin lỗi không? Thôi Mập lỡ nói vậy thôi, Mập giả tới Mập không nói nữa. Xin lỗi cả nhà nha, mấy người, mấy cô chú anh chị nào gọt khóm không được thôi. Tha thứ cho Mập nha. Với chèo là tôi không tha thứ à. Tha thứ nữa ai gọt. Đã xong gọt rồi mới gọt. Được rồi chịu ơi. Rồi bé chút xíu là nhóc có dân nhiều được rồi. Mình qua bên mương cô ba mình kiếm thêm ít cô nèo nữa đi. Ồ trời, bữa nay trái chùm chùm rồi. Mình trái được lớn nữa cái gì. Cô nèo cái ra đám này nó tốt ha anh. Nó tốt quá thì cái nó mới có cái non nhiều. Nó mềm. Chứ nó không tốt quá nó dai lắm cả nhà. Nó tốt mà nó mập lắm, nó mập rồi nó non nó mềm. Anh bèo nhóc nè anh, mình qua mình xin về cho cá ăn anh. Bữa nào sao bữa rảnh không anh vớt gì. Thảy nguyên cho cá nè. Ừ, mập thì mới ham ha. Ừ, cái này mình chấm mắm cũng ngon. Chấm mắm rồi mình nấu canh chua. Nghe nói bắp gỏi cũng ngon đó anh. Anh còn đây anh cộng nè. Nè, chỗ này nè. Đây nè. Ừ. Trời ơi, đằng kia còn bự quá trời luôn em ơi. Ừ, đủ ăn chưa? Đủ ăn chưa? Để về cộng đi. Con này kia mà bông gì? Đó là mặt trời. Mặt trời đi về đâu là nó sẽ bự bằng cái mặt anh luôn rồi đó. Chỉ số cá này mấy anh chào cả nhà nha. Số cá mấy anh em nãy đi dở cả nhà, thì bữa nay thắt cả nhà thì ở nhà còn động con cá đem ra mần luôn nè.
Thì bữa nay Hương sẽ nấu canh chua. Và bữa nay mình nấu không có nấu chung chung rau mà, nhưng mà mình nấu riêng rồi mình nhúng rau ăn. Ăn vậy nó ngon hơn là mình nấu cái bột á. Bữa nay mình ăn rau dường. Cái viên bột nó không thích canh chua gì, mới nói canh chua cái nó cực. Cái lá này anh nữa nữa hả? Đó là nữa hả? Rồi mình mà cả nhà uống cà phê nha. Cái cà phê chưa? Thì chỉ cá có ngoài nhiều là quả. Có nhiều có cá nấu canh chua. Không, nhưng mà mình có cái đi săn bắt mà rồi ở chèo là mình dở lên có cái mình khoái. Ở quê thì không có gì ngoài cá. Cái là cá thì cá tươi ở dưới sông mình bắt lên, rồi rau rồi kia ở vườn mình hái vô mình ăn á, chế biến cộng thêm nước dừa có mập nữa thì cái món ăn mình nó rất là ngon nha. Đó tàu cái nét đậm đà lên. Cộng thêm dừa quá. Đối với nhóm được vậy là cảm thấy hạnh phúc rồi cả nhà, đầy đủ quá rồi, không cần hỏi gì thêm. Chỉ là mong rằng cho gia đình ông bà cha mẹ anh chị em gì mạnh khỏe thuận thảo, rồi mình có sức khỏe để mình làm, rồi mình tự đi săn bắt về mình có bữa cơm mà sum họp vậy là vui à. Không mơ ước gì thêm. Ăn đi Dương Út. Ủa sao dở gì ta? Dở mấy cái lú đặt mà cả nhà ăn chuối nha. À, chết quá. Không ngày mấy ngày không dở. Chắc gần gần cái vườn táo của già. Ừ. Mà không về thấy nước gầm chắc có cá đâu, tép đâu chạy ha. Tép cũng ít xỉu. Được chứ cỡ 20 tép á. Nhầm mà cả nhà ăn chuối nha. Nhầm nước mà không có tép á. Chú câu sáp của mập. Chú dễ quá anh. Được ba cá lóc kiếm một cùm giò cha vậy. Đâu rồi? Cho con hai luôn mới về. Cá lóc kiếm đó mà ăn cũng ngon chứ. Nhưng mà con cá lóc kiếm nó tự sao là dưỡng út với cha con không ăn. À. Anh ngồi đây để anh hồi đi. Nó là. À, anh làm nhắc em quên đó. Hồi kể chuyện cá lóc kiếm nha cả nhà nghe. Bữa nào Út Liễu kể nha. Thôi chảnh luôn đi, chảnh luôn nha. À, số là gì nè? Số là. À, cái lúc mà mới thành lập kênh cũng tầm gần nửa năm rồi. Là nhóm không hiểu sao mà cái kênh nó không phát triển. Đăng lên là cứ vài 300 lượt xem mà. Lúc đó anh em cũng nản nhưng mà cũng không có bỏ cuộc nha. Nhưng mà gốc cuộc rồi á là mấy người ngộ ra một điều là bị dính bản quyền. Là nguyên nhân là do anh Mập với Cường là chặt con cá lóc kiếm. Không, cái đó là kêu bằng vi phạm. Vi phạm. Vi phạm. Vi phạm bản quyền. Kiểu như mình chặt thì thấy máu. Vi phạm. Mà không biết, sau này mới biết là mấy clip đó là bị vi phạm bản quyền hết trơn luôn. Rồi Út Mập, Út Cường với anh Mập là thề, không ăn cá lóc kiếm. Nghĩ rồi thấy cá lóc kiếm là hận. Mới đầu làm á, mình không có biết cả nhà. Rồi mình săn bắt về có sao thì mình quay vậy, bằng cá cũng quay, cắt cổ gà cũng quay đó. Bắt gà là quá. Rồi kiểu như vi phạm YouTube cái quy định nó không có cho mình làm vậy á. Cho nên là bị vi phạm, cho nên là cái kênh của mình nó bị bớt. Không hiển thị không cho bà con xem được á. Mà không biết nguyên nhân. Cá lóc kiếm thì máu nhiều quá. Máu nhiều, cá lóc kiếm máu quá. Nhưng mà ăn thịt nó rất là ngon nha. Bữa đó về Giúp Liễu đi chợ về thấy hai anh em đi mò về rồi ngồi hai nè mò đâu mười mấy con nhóc luôn cũng nhiều ăn xả rồi nha. Nhưng mà nhầm chỗ nha, nhầm chỗ mình ấy cá lóc kiếm rất nhiều nha, nhầm chỗ nhìn rất là hiếm luôn, rất hiếm cá lóc kiếm luôn. Bữa đó thấy chiến với thằng Tấn nó mò đập đó. Dạ. Con bự không? Con bự hết biết rồi. Nhắn cho anh hai ba con bự lắm. Cá mập quá ha. Cũng mập lắm con. Có được ít tép lắc nha. Lắc kiện nghe xe rồi đó. Bóng trứng, bóng chân, bóng dừa thả rồi. Thấy mấy cá đó mình bữa nay cái món này mình không có ăn đó. Thả mưng. Mấy cá đó kho khô tiêu. Còn cá đó thì mình chỉ kho khô tiêu thôi. Cho miếng tỏi vô mình xem. Chặt luôn nếp. Chưa, để tỏi vàng chút. Vừa đây. Bữa nay chắc nó có gà luôn mới vừa là chặt nổi không? Cứng cãi không? Cứng cãi. Ngon quá. Quá. Bữa nay không có dầu thằng thánh con mập à. Dầu lẳng kìa, dầu sáng chị rửa chị để lẳng. Em đang kiếm nó đó. Đây kiếm cái dầu thằng thánh đó đó. Như là cây này là không có đủ số lượng nặng. Rồi nó cứng cãi nè. Ba trái được vậy? Ba trái.
nước sôi, à Hương cho miếng gia vị vô. Bữa nay mình nấu với đường phèn nữa cả nhà. Mới cá nè, Hương phải cho vô. Cặp bỏ vô quá chứ mình ụp cái nó văng phỏng quay phim. Cá lóc với tép. Cá nhiều hơn nước à. Nhiều quá, bữa nay thấy gì con cá cũng bộn nè. Đâu, có nhà con coi mặn luôn á. Cá bóng sao nè. Này cá bóng kèo, mà kèo này là kèo biển chứ không phải là kèo ruộng mình. Ừ, có kèo biển. Nhà rộng con mặn luôn á. Cá này ngoài sông nó vô. Ừ, rộng qua đi để nó ớn. Mời mình bắt khác nữa. Cho không để bên nấu bún lèo cho Nam nè. Nó thèm bún lèo lắm rồi đó. Không biết ai thèm rồi. Chưa chắc ai thèm hơn ai à. Ai bóng lên chả không thấy cái bà chú của chú Sáu có bắp chuối ổng mới nói á. À, nấu cái gì thì kiếm cá muốn đẹp. Mà nói thường Nam không. Nhiều khi cả thường nhỏ. Nhiều khi chị nằm chị suy nghĩ sao mà chị cảm thấy chị mệt mỏi. Mình nên chị mà nuôi nhà 4-5 thằng. Anh Mạch nè, quay phim nè, Phúc nè. Mình nuôi thêm Lucky nè, thêm con láo. Mình nên tao chăm sóc. Tao phải lo đồ ăn, đồ uống từ người. Sáng phải ẩm ra chút miệng. Tắm rửa. Ờ vậy dạ tới bắt đầu ngày mai đi thì tự anh lo đi. Tự anh lo cho bớt anh một phần đi. Thì em cũng phải nấu cơm cho anh ăn à, em cũng phải làm đồ ăn cho anh, em cũng phải dạy cho nói vậy chứ em thì em thấy anh Mập cũng đi bắt cá rồi, cũng có công rồi, cũng hùng rồi. Trời ơi đi chợ thầy luôn đó. Không có, biết rằng anh Mập cũng vẫn phụ, nhưng mà chị thấy chỉ có mình anh chị là đứng ra để bảo quản hết cái nhà vậy. Đi chợ thầy luôn. Muốn cận gì đó là sai nó đi chợ được rồi. Vậy là cha con mình thua rồi Nam ơi. Giờ cá cũng chín là Hương sẽ cho cái nước chanh vô. Bữa nay mình nấu với chanh. Là ngò ôm với ớt nè, cũng cho vô. Cái này đặc biệt là để ngò ôm không à, chứ không có để quế, không có để ngò gai luôn. Mập kê vô anh múc nè. Cái này ở đám, ở gần cũng có cái đám cả nè. Hát nhưng mà nghe thì cũng không có lớn không. Đám tầng. Tầng. Đám tầng bà thím. Bữa nay 100 ngày ta. Ba mình mất không có bao lâu, bà mất. Ba mất 200, bà mất 100. Ba mới 100 mấy à? Ba cả 150 rồi. Ba cả chắc cả 150 rồi. Anh thấy em nấu khéo không, con cá kèo mà nó không bị gãy ra luôn à. Nè, thấy không? Đó, cá kèo còn nguyên đó. Bởi vì khéo rồi tôi mới cứ, không khéo thì đâu cứ. Phải không nghe nhà? Nhờ khéo. Hồi đó kêu qua đây nè, trồng dưa nè, thấy kho cá đồ, dọn cơm rồi nghe. Thấy được đúng không? Được, có điểm đó. Điểm đó, nấu canh chua cá hồi xưa, cá đồng gì lắm, cá lóc rồi. Vô giấc trưa rồi, cứ giấc chiều, cũng dọn cơm rồi ăn, thấy nấu canh, nấu kho cá rồi thấy khéo. Thật sự là hồi xưa Hương giỏi lắm cả nhà. Hương vừa mần mướn, vừa mần ở nhà, rồi vừa mần đi dằn công. Thì kiếm đồ ăn mà nói chung là Hương gia đình, trong gia đình đồ Hương tỉ mỉ. Hồi đó tụi nghiệp á, hồi đó cha ngoài chòi á, bệnh á ngoài á. Hồi đó chưa cứ nha. Rồi cũng mua thuốc mà đó, cây cầu mà qua chòi có con hai vợ cầu đúc đó. À đó là cái đìa bự lắm, mua thuốc cho ra cho cha uống mà lậu ngang cái lung á, ngập cái đầu luôn á. Ông ơi để tôi đính chính lại, mua thuốc là vú bản mượn tôi đi mua à, vú mà bán dưa đặt lớn có vú kêu tôi xách ra ngoài giùm không, chứ không phải là em tự đi mua hả? Không, mượn tôi đi không lẽ đó đâu có cầu đâu, đi lậu không đó, chứ ông hên đó ông bà. À, tôi không có nói là ông có đi lại nhà tôi, ông đi mỏi giò chưa đó. Ủa, nước gì mà nước dữ vậy? Ở đó chỗ đó là cái lung lớn những dặn đạp đâu có cầu. Trời ơi tới con còn lội nữa mà. Ở đó, mà thật tình á là Hương với Mập là không bao giờ mà nói chuyện tình cảm trai gái một lời nào hết cả nhà, do là người lớn sắp xếp. Thì dạng Hương cũng mới lớn lên, Hương cũng không biết gì, người lớn nhờ cái gì thì Hương nghe lời đó, nhờ Hương đi mua thuốc cho anh Mập, nhờ Hương nấu cơm giùm cho anh Mập vô ăn, tại vì mẹ chồng Hương đi về bển
giống như là người lớn tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau nhiều chẳng cho quen vậy đó, nhưng mà thật sự giống như anh em vậy đó, không chút tình cảm. Không mà nếu mà mình điểm chính là đi, nếu mà mình cũng có cái tình cảm á, mình mới đi với chị, nếu mình không có tình cảm chắc mình nó cũng đi đâu, đúng không? Nói chung ra rồi ta cũng có để ý hơn nhẹ nhẹ hơn. Nói chung ra rồi đó, qua đây có ruộng thì qua gài nhà vú là thường, chứ qua nhà dì Năm á, dì Năm mà dì Thổi mà anh Đức Bèo đó, đó là cái này của ai? Tàu. Mới mình cháy cho cha. Không, cùng cháy, cùng chan canh chua vô ngon lắm. Hàng dính. Ngoài ăn khứa nha ngoài. Con để vô nước mắm nha. Để lại vô đi. Thảo Nguyên với ngoài ăn chút đi ngoài. Để gấp cho Thảo Nguyên khứa nữa. Thôi, hai bà cháu ăn hết. Để nữa. Để nó gà. Gà gào vô. Nếm 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 cái nước lại ngoe này để thôi, nó không đủ. Đúng đi. Có con cá kèo nè. Chắp cá kèo qua đi. Để cá kèo. Để nó gã. Con cá này mềm cho Dương Quốc ăn được nè. Ăn cá kèo nè. Này. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa luôn nha. 2 giờ đó cô tính vậy. Nhưng mà cả nhà mình ăn cơm với gia đình Hương nha. Sáng thì mấy anh em đi vườn thì cũng có ăn có mì. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ăn cơm gia đình nha. Rồi mình cũng mời cả nhà nhé ăn cơm. Ngon khá khèo. Mình phải chưa chưa nên đói bụng ăn không? Ăn còn cháy ngon lắm. Cá kèo nó béo quá ta. Chắc là đúng. Lâu rồi mình giống này cũng ngon. Bữa nay chỉ tính đủ trên kho mắm thôi. Tưởng bắt được cá được rồi, bắt đầu muốn kho mắm. Kho mắm bây giờ kho với gà mới dễ ăn. Cá thì bây phim đã giờ thấy mấy cá lóc mà nó dặm dò mà nó không nói gà tức. Đã bẻ ra mà nói gì nó ăn chua không? Để giờ nó tức cái vỏ vô đùi nó bịch phải nói về kịp rồi sớm là nó bún nước lèo. Nếu mà bún nước lèo nó chắc cỡ ra để cho muốn anh 4-5 giờ chiều luôn. Ngoài có để đó không có đi. Ngoài ăn này tốt mà, cái này nó chỉ nhức lưng mà. Mưa quá thì chịu cũng không nổi mà nắng quá thì chịu cũng ghê quá. Để mưa sao nắng lợi khó. Hai ngày nay nắng quá ha. Nắng quá nóng. Ở đây lá mà nó quẳng hầm của chú chị kiểu như nó không có gió thổi á. Sao vậy á? Cá mới sự cố hay vậy? Sao cá mình nấu canh chua. Mình nấu cái này cũng là nấu canh chua mà sao mình nhúng gì mới lấy ngọt gió lại. Nấu giống như mút ha. Mình nhúng ra mình ăn từ từ nó ngon. Rồi mới để vô cả nhà. Cái bạc cá xèo là. Nó nguyên tép ra mày mút nó có cái nước nước sôi nó bừng bừng á. Mình ăn nó giòn ngon á. Gấp đi mình để rau mới vô một lửa lửa cho. Hồi lúc anh ba ở dưới liêu á, bệnh nằm dưới á, cá lóc mà ngon, cá lóc ruộng này đó, 1 ký có 40.000 nha. Ngày nào chị với anh ba cũng mua về á rồi nấu canh chua nè. Còn cái nửa cùng tay nữa này. Ở với cá nhiều. Tháng bữa nào mày cũng mua bông súng với cá đó đó. Về nó canh chua. Không tính ra nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi. Đâu. 13 năm rồi. 13 năm mà 40.000 thì cũng như 70-80.000 mình giờ vậy đó. Bây giờ lúc anh bệnh đó là năm 33 tuổi. Mà năm nay 46, 13 năm rồi. Tính ra vậy là cũng có giá chứ bộ. Ừ, thì 70-80.000 mình theo cái đọc tiền bây giờ. Không, 40.000. Em nói ở thời điểm đó. Ừ. Ừ. Là cũng như mình giờ 70-80. Sau đi chị tùm lum hết trơn. Ừ. Đi ra tới nước ngoài chị nó mà không hết về uống măng tây. Vô gồ hết. Anh được sống sót là nhà bà già vợ nha. Đi đám nhà bác chính cái cô bảy á. Nói sao nó bệnh vậy đó. Cô bảy của ông Trúc á. Mấy chị. Điều đó giống như là phước chủ mai thầy á. Cô bảy chứ phải cô năm thì anh mặc cái này có điểm dỗ cho bác chính thì mời cô Năm gì mà cô Bảy ly bia nha. cô Bảy không có nhậu. Ở đó anh Mập bị bệnh gì không biết luôn á. Tới
giờ cũng không biết là ảnh bị bệnh gì luôn. Bệnh mà không khám không cho bệnh là bị gì. Tâm lý luôn ta. Không biết. Ổng nghĩ là ổng đang bệnh đó. Nhưng mà ổng hết rồi nè, không hay luôn. Thuốc bắp, thuốc tây, chờ rồi lớp đắp rồi lớp gì ơi, đủ thứ. Ừ. Cái gì cũng qua hết. Mà em thấy người nào vậy, em thấy là cũng mấy người đó nha. Cái tuổi 33 đó là tuổi hơi dắt dẫn. Năm 33 tuổi. Năm 33 tuổi. Ba con đó. Dạ. Mới bước qua 33 cháu chém người ta đó. Lo hết nhà hết cửa luôn. Sao cho con không nhớ con hồi năm 33 con có bị gì không ta? Có chồng. Năm anh tịnh là anh em như lưỡi anh. Có năm của Cường cũng 27 28 Tết rồi bệnh phải đi nhập viện. Tính năm đó là ăn Tết trong bệnh viện rồi đó nha. Sao phải làm giấy ký tên để giấy sao thấy trong người khỏe đó, làm giấy ký tên rồi bác sĩ mới cho về là sáng rước ông bà luôn đó. Về sáng 30 Tết. Tết mà không nhậu nhẹt gì chơi, nó bệnh bà rồi. Tết người ta làm 5 găm rồi cỡ 23 là đưa ông 8 người ta đẩy tới mùng 1 là đâu có bệnh. Đại mình mới bệnh. Không phải mình bệnh. Con biết bởi lúc đó còn 33 tuổi thôi mà. Con mấy năm đó là cũng lâu rồi. Lâu lắm rồi. Mình như là năm đó 33. Năm đó mới sanh bùi lì con 3 tuổi rồi đó mà. Cũng tùy theo người chứ đâu phải ai là cũng vậy đâu. Thường người ta nặng người nhẹ không? Nhưng mà bạn có thằng nam nè, năm 33 tuổi nó chút đặc biệt nha. 43. Ừ. Nó 33 tuổi phải không? Nó sẽ 33 luôn. Nếu mà 33 không chịu chúng 4 tờ luôn. Ai? À anh bán hả? Cũng có một cái tai nạn gì đó. Ông cậu nói thành là 33 tuổi xé 10 tờ nha năm. Xé hoài mà nó không trúng. Năm 28 rồi tới này 29 rồi. Mua giấy số đặc biệt mà chiều giấy trúng số đầu không? Trúng số đầu được 100.000. Chị gốc kể ngay vậy gốc đi không bà cầu. Nguyên cái đi con. Tấn Hòa cũng có mấy chị năn nỉ mua mời tiếp giấy số. Bức tường nói là có nhiêu anh? 74 không? 74 không? Chị nói là hàng 74 có 75 mà còn mấy tờ năn nỉ mua dùm. Tôi nói thôi, định mua 74, ổng mua rồi, gốc bệnh mua nhiêu? 74. Ổng mua được 74, nhưng mà 74 đó là người ta bán tới ngày mơi mới sổ. Rồi chiều nay, gốc của chiều nay ra 75. Điều số đầu nha, đó. 74 đầu. Ừ. Đầy. Mua đúng đầy, luôn. Đúng luôn. Ừ. Mua trúng luôn, nhưng mà với số người gốc mua đó là ngày mai, người ta bán hết cái ngày nay rồi, người ta lấy, người ta bán ngày mai. Mỗi gốc mua là ngày mai mới sổ, nhưng gốc mở ra sổ là trúng rồi. Chúng bắt đầu nhưng mà cuối cùng coi lại không phải dài. Kèo như là mình đi qua thăm tới bà cầu qua đó là cỡ nó dắt cỡ 10 giờ 11 giờ. Ừ, dắt tới sớm mà. Mà dắt đó là cái chị nó bán với số rồi lãnh với số khác rồi đó. Đúng là cũng may là sổ 74 đúng ra là sổ 98, 97. Đi thăm bà cầu. Con bà cầu không. Để thăm bà cầu bên mua số tuổi bà cầu. Ổng ra là phải ha. Còn lắm. Cái số mà nó chưa tới cái gì, nó dím dím vậy. Tới nó số, tới nó tới rồi nó cũng chạy. Chúng vô nhiều hư rồi. Em chưa ngon quá nha. Ở mấy ông này, mấy ông có trúng số nào có hư không? Nhằm đi mấy chị đó đi lại á, mình đi ở dưới chợ á, mấy người lớn tuổi đó lại á, đi ép nó mua 4-5 tàu phải không? Em lấy 2 tàu. Nó chợ con lấy hết đi con, còn như con cho cô đó, nhưng mà con lấy 2 tờ thôi. Ở nó chợ đi rồi con còn kiếm được 50.000 đi, còn lại 3 tờ nữa mà thôi con lấy gì đó chúng con hư gì đó. Con chỉ lấy 2 tờ.